em xem nhanh chó Poodle về phong đèn nhanh chị ơi. Bé chó Poodle này, bé chó Poodle đỏ nâu nha. Bé này là được 2 tháng tuổi rồi nè, được em trai ở phong đèn thành phố Cần Thơ chốt nhanh gọn lẹ luôn, nên là sắp thu cân giá rẻ, sắp xếp đi giao liền cho em luôn ạ. Và có rất là nhiều anh chị hỏi bên shop thú cưng giá rẻ là các bé cúng mình nhà em á, là có đảm bảo hay không nè, có được kiểm tra bé hay không, thì bên em là giao đến tận nơi trực tiếp và anh chị thổi kiểm tra thoải mái luôn nha. Thích bé nào chốt bé đó luôn ạ.